Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có lý do chính đáng để không cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Theo tạp chí Mỹ National Interest, NI, Washington lo ngại về những vấn đề rộng lớn hơn. Họ biết rằng việc chấp thuận các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga không chỉ phá hoại cơ hội đàm phán hòa bình mà còn mở ra chiếc hộp Pandora dẫn đến các kịch bản leo thang. Ngay cả khi việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga được chấp thuận, Washington sẽ đảm bảo những đòn tấn công đó được áp dụng quá muộn và có quy mô quá nhỏ để có thể giúp được Ukraine, NI giải thích. Cần lưu ý rằng Washington đã tính đến khả năng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa Storm Shadow và Atacms sẽ không hiệu quả, cũng như đề phòng nhiều yếu tố nan giải khác. Bài báo đưa tin làm sao những cuộc tấn công đó có thể ngăn chặn được việc lưới điện bị phá hủy và khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Ukraine. Chúng sẽ giải quyết vấn đề dân số suy giảm ở Ukraine hoặc thiếu vật tư quân sự cơ bản để trang bị cho các lữ đoàn Ukraine và giữ vững phòng tuyến theo cách nào đây. Ông Zelensky đã nhiều lần yêu cầu cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hôm thứ Năm tuần trước, ông Zelensky theo kế hoạch đã thảo luận vấn đề này trong cuộc gặp với Tổng thống Biden, nhưng Nhà Trắng không thông báo có sự thay đổi nào liên quan đến lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa. Như Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố, các nước NATO giờ đây không chỉ tranh luận về khả năng Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây, mà trên thực tế họ đang quyết định xem có nên can dự trực tiếp vào tình hình ở Ukraine hay không. Đồng thời, sự tham gia trực tiếp như vậy của phương Tây sẽ thay đổi bản chất cuộc xung đột và buộc Nga phải đưa ra quyết định dựa trên những mối đe dọa được tạo ra đối với nước này, ông Putin nói thêm.